does not say hate is bad. Thầy nói là vậy thì là cái làm cách nào để chúng ta có thể nhận nhận ra cái sự ra cái tâm đó, nhận ra cái sự vô minh đó, thì cái con đường mà giúp chúng ta có thể thực hành được đó là cái con đường của kim cương thừa. Và cái sự rốt ráo nhất, cái con đường tối thượng nhất của kim cương thừa, tinh túy của tất cả, đó là sự chứng ngộ được những cái bản tâm của mình thông qua những cái thực hành của kim cương thừa. Trong kim cương thừa thì có rất là nhiều những cái phương pháp thực hành, có rất là nhiều những cái con đường, và nó những con đường đấy nó chỉ dẫn rất là nhiều điều khác nhau, nhưng nó đều chỉ hướng đến một cái điều duy nhất, đó là chứng nhận được cái trực nhận ra cái tâm của mình. Thông qua cái việc mà trực nhận được cái tâm giác ngộ của mình như vậy, thì chúng ta có thể xóa bỏ, cắt bỏ tất cả những cái tâm tiêu cực và những cái tâm nhị nguyên, không còn cái sự xấu hay tốt, không còn những cái sự đẹp hay xấu nữa. So the teaching of Vajrayana is something that, you know, the other emotions are quite, it's something if you do not have, it's okay. But if you have attachment, if you have hatred, anger, this is something like a more, you know, prosper to the practice of Vajrayana. You know, it doesn't matter, you know, whatever negative emotions you have, whatever, you know, all this, as I mentioned earlier, it's something, these emotions should come there. So when you know this, when you have this, then Vajrayana practice is something very successful, because you are supposed to know what is going on with you, right? So here in the Vajrayana teaching, attachment, anger is something that we keep it very normal. But when it comes to ignorant mind, then that very serious in Vajrayana teaching, very serious to how to deal with that, right? Because once, then again, if you really deal with the ignorant mind, then there will be no attachment, there will be no confusion, there will be no hatred, all the emotions can disappear. Because the root is the ignorance mind, root is the confusion, right? So it does not say, you know, you need to go look for attachment and hatred. It's not like that, because we don't care about that, because we know that the root is ignorant mind. Root is come from our own mind, right? So practice of Vajrayana is directly aiming to the root. Then that is how we go by that. When I said that, you know, it means that practice of understanding of the nature of mind is very important. By the practice of understanding nature of mind, especially in the Dzogchen tradition and Mahamudra tradition, the recognition of the mind. So that kind of mind training, that kind of understanding, that kind of meditation eliminates all the negative thoughts and negative, you know, negative emotions. Thầy có nói là tất cả chúng ta trong tâm của hết thảy chúng sinh thì đều có những cái sự bám chấp, đều có những cái sự những cái tâm tiêu cực, và khi mà thậm chí là đôi khi chúng ta sẽ đoạn này con không nghe rõ lắm, nhưng nó sẽ là khi mà mình có bất kỳ một cái cảm xúc hay bất kỳ một cái suy nghĩ nào khởi lên, thì chúng ta sẽ trực nhận ngay được cái cảm xúc hay là những cái suy nghĩ đó. Ví dụ như là khi chúng ta có một cái cảm xúc rất là tức giận về một ai đó, thì đối với kim cương thừa thì đây là một cái trạng thái cảm xúc rất là bình thường, và cái cảm xúc này nó khởi phát lên từ cái tâm vô minh. Và chúng ta như trong kim cương thừa thì hướng dẫn cho chúng ta là cái cảm xúc này và cái cảm xúc này nó khởi phát lên, cái nguồn gốc của nó xuất phát từ tâm vô minh, và chúng ta sẽ không có cái kiểu mong cầu hay là ghét bỏ cái cảm xúc tức giận đó, mà cũng không mong muốn cho nó biến mất đi, mà chúng ta chỉ cần trực nhận được rằng cái cảm xúc này nó xuất phát từ cái nguồn gốc của cảm xúc đó, thì nó bắt nguồn từ cái tâm vô minh, và chúng ta không còn để tâm đến nó nữa, và chúng ta cứ để cho nó tự nhiên trôi đi, bởi vì tất cả những cái cảm xúc tiêu cực đó nó đều xuất phát từ cái tâm vô minh của mình. Trong thực hành kim cương thừa, nhất là những thực hành của trong đại viên mãn hay là thực hành đại thủ ấn, thì tất cả những cái suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực thì nó đều khởi nguồn lên từ cái tâm vô minh, và
khi mà trực nhận được những cái tâm này thì đó là một cái điều rất là quan trọng trong cái việc thực hành. Yeah. So so it's very important that in our, you know, in Dharma practice, we always first everything comes with the first most important when we are Buddhist. I think very important to know, you know, a refuge is very important. Refuge, kui, right? That's what Chinese and Vietnamese say, kui. So kui is very important. Thầy nói là trong tất cả những cái thực hành đó thì có những cái thực hành nền tảng thì nó cũng rất là quan trọng, đặc biệt là trong thực hành quy, và cái rất là quan trọng là thực hành quy y. Then the second is the, you know, motivation, right? You have to have the right pure motivation, right intention. So here when we say right pure motivation, then here is including, when we say pure motivation, is none other than including whatever dharma practice you do, you include all the sentient beings with you, right? Not just being selfish, you know, just only me, just like that, not that way, but here including all the sentient beings, you know, because all the sentient beings are my mother, my children from past many, many lifetimes. So now they are suffering. So for them, I'm practicing Dharma. For them, I'm learning Dharma. You know, this sort of understanding, motivation is very important. Thứ nhất là quy y, và thứ hai đó là cái sự phát khởi cái động cơ thực hành. Khi mà chúng ta có một cái động lực, một cái động cơ thực hành một cách thanh tịnh, thì bất kỳ một cái thực hành nào của chúng ta thì sẽ đều hướng tới tất cả vô lượng vô biên chúng sinh, mà chúng ta không có một cái tâm chấp ngã hay là một cái tâm chỉ hướng về bản thân mình. Và khi mà chúng ta có thể hướng tới tất cả chúng sinh vô lượng như thế, bởi vì hết thảy chúng sinh đều đã từng là cha mẹ hay là con cái của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Và khi chúng ta thực hành, bây giờ chúng ta đang thực hành, thì chúng ta sẽ thực hành vì tất cả những chúng sinh đó. Và cái việc mà phát khởi cái động cơ thanh tịnh khi mà thực hành thì cũng là một điều rất quan trọng. Yes. So by, you know, having the kindness and compassion mind, actually is kind of like it is not just you know, developed something you, when we develop compassion, you know, it's not like something that you are bringing something new. It's not like you are doing something new which you have not done before. When we talk about bodhicitta, when we talk about compassion, loving kindness, this is not something you are doing, something new to you, right? We need to know that. Here, our nature of our mind, our Buddha nature, why we call it Buddha nature? It is enlightened. Our nature is enlightened. Our nature is full of compassion, compassionate, full of love and kindness, and like that kind of our nature is like that, see? So here, when we develop compassion, it's not something you're doing something new, right? You are just going back to who you are, the reality, the truth, right? So this is how Vajrayana way of develop the motivation. Thì có nói là khi mà chúng ta thực hành hoặc là chúng ta phát khởi một cái bồ đề tâm như vậy thì không, đó không phải là một cái gì đó mới mẻ đối với chúng ta, mà khi mà chúng ta nói về bồ đề tâm, chúng ta nói về cái sự trưởng dưỡng bồ đề tâm, thì đó là chúng ta đang nói về cái bản tâm của chúng ta. Thì nó là khi mà chúng ta trực nhận được cái Phật tánh hay trực nhận được cái bản tâm của mình, thì đó là cũng là lúc mà chúng ta trực nhận, thì đó cũng chính là cái bồ đề tâm ở sâu bên trong chúng ta. Nó không phải là một cái gì đó mới mẻ nằm bên ngoài chúng ta, mà là chúng ta đang quay trở lại vào bên trong chúng ta và trực nhận ra những cái ở bên trong tâm mình. Yeah. Yeah. So by compassion, when we develop bodhicitta mind, so this is also when we really go deep into the development of the compassion, loving kindness, bodhicitta mind, that moment it is also similar. It's not something different than the meditating on the nature of mind, right? When we say, you know, we try to meditate on nature of mind, right? That is according to Tantra, higher Tantra teaching, Dzogchen or Mahamudra teaching, that through that way, right? But then here, from the basic foundation, it has already
indicates to the looking at the nature of mind, connecting insight within ourselves, in our nature mind, right? By development of compassion, by development of loving kindness, this bodhicitta mind, right? When we develop that, this is not other than, you know, maintaining or, you know, remaining in this nature state of mind. Thì nói là khi mà chúng ta trưởng dưỡng cái bồ đề tâm như vậy thì nó cũng không khác gì với những cái việc thiền định về bản tâm của chúng ta, không phải là chỉ những cái thực hành cao cấp như là thực hành đại thủ ấn hay là thực hành pháp đại viên mãn mới nói đến cái chuyện mà chúng ta thiền định về bồ đề tâm hay thiền định hay là hướng đến cái bản tâm của chúng ta, mà ngay từ những cái thực hành cơ bản nhất thì cũng là cái lúc mà chúng ta đang hướng vào cái tâm của mình vào bên trong, và hướng cái tâm vào bên trong như vậy thì cũng là lúc mà chúng ta trưởng dưỡng cái tâm bồ đề, tình yêu thương và lòng bi mẫn. Và điều này cũng tương tự cũng giống như là chúng ta đang duy trì cái bản tâm của mình. So by you have to understand through that way, by understanding that way, then we'll be able to develop the true ultimate, you know, bodhicitta with that kind of thing. Thầy nói là khi mà chúng ta có thể hiểu được những cái điều như vậy thì đó là chúng ta cũng đã hiểu và chúng ta có thể trưởng dưỡng được cái tâm bồ đề tối thượng. Then I always tell to my students whoever come and receive some teaching from me, I always try to explain it's very important when we become Dharma practitioner, it is very important to really understand the essence of Buddha Dharma. Otherwise, like I said earlier, a few minutes ago, I was talking about we may and still get a little bit confused in the Dharma if we really don't get the real essence of Buddha Dharma, which is what is that then again? That is the bodhicitta. That is the good heart, good mind, good motivation, right? None other than that, right? Our mind, when full of compassion and kindness, you know, to all the sentient beings, that is the most important. That is where, when you really have that kind of understanding, then your Dharma practice, the practitioner starts the journey from there. If we don't have that, or if we sometimes forget about that, or sometimes, you know, like that, then there are many methods. There are many methods of meditation. There are many deities to practice in mantra. There are many different philosophy theories. So then see, you know, it really does not really affect you. That's the problem, right? But then again, I'm saying that may happen. I'm not saying it will happen. It may happen, right? If we just looking into the categories, it's like a gallery. So we can just look around in the pictures, we look around the whatever things they're displaying there. But we really don't get that, you know, real purpose of all this display, all this different path, you know. So here sometimes we, you know, waste time. Here, Dharma practitioner, very important. Always my guru, His Holiness, always tell me, most important Dharma practitioner, always remember, don't waste time. You know, he always say, don't waste time. Time is very precious. Yeah. Thầy nói là trong những cái bài giảng trước đây thì thầy đã giải thích hoặc là thầy đã nói chuyện với rất là nhiều vị là cái điều quan trọng nhất của việc thực hành đó là chúng ta cần phải đọc và thấu hiểu được về những cái tinh túy của giáo pháp, cho đến khi mà chúng ta không còn bất kỳ một cái sự nghi ngờ hay không còn bất kỳ một cái sự bối rối nào trong tâm nữa thì và chúng ta cần phải hiểu được những cái về mục đích của việc thực hành. Khi mà chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta khi mà phát khởi được cái bồ đề tâm như vậy thì chúng ta cũng sẽ không quên đi cái mục đích của mình thực hành, dù như chúng ta tiếp cận với rất là nhiều những cái phương pháp tu khác nhau, tiếp cận với rất nhiều bổn tôn hay thực hành với rất nhiều các pháp tu khác nhau thì chúng ta vẫn không quên được cái mục đích duy nhất, cái mục đích cao cả nhất của cái việc thực hành. Và ví dụ như khi mà chúng ta nhìn ra xung quanh và thấy rất là nhiều những bức tranh thang ca hay rất nhiều tượng Phật hay tranh Phật, nhưng mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều như vậy mà chúng thầy nói là có một số người
thì sẽ không hiểu được cái mục đích thực sự của những tất cả những cái hình tướng đó, là những cái hình tướng đó đều là những cái hình tướng của Bồ Đề Tâm, và đây chính là cái điều quan trọng nhất. Và khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta cần phải nhớ về cái điều này và đừng lãng phí thời gian khi mà chúng ta thực hành. Yeah, so if we, you know, lost in those categories of dharma, because there, as I mentioned earlier, there's thousands of teachings are then, you know, taught by Buddha. So we need to know. I always say again, you know, we need to know. It is not the practice that you do. It is the you who, you know, level what kind of your practice, you what kind of your intellectual understanding on dharma. According to that, you need to practice. Not because, oh, this is Hayatandra, this is that, you know, Chakra Samvara, this is, you know, Vajra Yogini, this is Mahamudra, this is Dzogchenpa. So just jumping on that is very, I think it's very dangerous, you know. So it's very important. We always need to, you know, understand what, where I have reached. It's not about choosing the Dharma. It's about choosing our, you know, knowing, not choosing, knowing our capacity, right? We always say in the Dharma, you know, always when you are a practitioner, when you are a student, when you are a Dharma student, you always consider yourself as a patient, right? Patient who is sick, ill. Then Dharma as a medicine, right? Cure, medicine, treatment. And then the guru, spiritual guru, you know, root guru, lama, guru, whoever is teacher, that he as a doctor, right? So very important. See, we need to know ourselves, consider, you know, because right now we are learning. So it's very important. What sickness do we have? Our sickness is negative emotions, attachment, anger, hatred, jealousy, pride, ignorance, all this confusion, right? This is our sickness. Then we need to know, oh, my attachment. See how much my mind is so much fully attached, you know. I have so much attachment towards money. I have so much attachment to my family, so much attachment to myself. So you know, oh, this is like that, you know. And then anger also, of course, it all emotion, it link each other, you know. So hatred, anger also comes from there, you know, saying this is mine, this is not mine. And then from there, then anger comes. Then hatred comes. Then ego, jealousy, all this comes there. So like that. Thầy nói là trong hàng ngàn các pháp môn, trong hàng ngàn các giáo lý mà chúng ta được tiếp cận hàng ngày, thì chúng ta cần phải biết được khi mà chúng ta thực hành thì cái mục đích của chúng ta thực hành là gì. Ví dụ như là trong tất cả các pháp môn đó thì cũng được chia ra rất nhiều những cái cấp bậc khác nhau, và chúng ta cũng cần phải hiểu được là cái mức độ hay những cái mà chúng ta cần hướng đến là gì. Không kể là cái chuyện là những cái pháp thực hành cao hay thấp, hay là những cái tiểu thừa hay đại thừa, mà chúng ta có một cái tâm phân biệt như thế là điều rất là nguy hiểm. Và chúng ta cần phải biết được là cái mục đích khi mà chúng ta thực hành là gì. Ví dụ như chúng ta coi như là bản thân chúng ta là một người bị bệnh, và chúng ta có những cái bệnh ở trong tâm, và giáo pháp thì giống như là những cái phương thuốc để đối trị lại những cái căn bệnh đó. Và đạo sư, như là đạo sư gốc, hay là các vị lama, hay là tất cả các vị thầy thì giống như là những cái vị bác sĩ. Và cái điều mà chúng ta, khi mà chúng ta thực hành, đó là chúng ta cần phải biết được là cái căn bệnh ở bên trong của chúng ta là gì. Những cái căn bệnh về sự sân hận, si mê, tham lam, vô minh, hay là tất cả những cái cảm xúc tiêu cực nào khởi phát trong tâm chúng ta thì đều nó là được những cái căn bệnh. Và nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái việc bám chấp vào chính bản thân mình, và bám chấp vào xuất phát từ cái chuyện mà chúng ta bám chấp vào gia đình, hay bám chấp vào chính bản thân mình. Đôi khi một cái sự cảm một cái ví dụ như là một cái cảm xúc tức giận muốn hủy quyết luôn, thì cái sự tức giận này muốn hủy quyết về cái tâm niệm luôn, khi mà chúng ta nghĩ là cái tôi về cái người, khi mà cái tôi về cái người như vậy, thì khi mà chúng ta thì lại cái sự tức giận này cũng sẽ hủy quyết trong tâm chúng ta như vậy. I think our Vietnamese translator, I think your mic is not clear. Sometimes your voice is not clear just now. You hear it's not very clear, right?
Yeah, yeah. For the Vietnamese, right? For the Vietnamese. Is it? Oh. In my side, it's very, very not clear. Sound is not clear. Your sound, yeah. So now, can you hear me clearly? Yeah, yeah, yeah. But suddenly it goes, you know, suddenly sometimes when you speak, suddenly it's a little bit not so clear. Oh, yes. Okay. I will change my voice. No, no, it's okay. Yeah. So, okay. So here on this auspicious day, we now remember, see here, today is the Buddha's enlightenment day, right? Buddha did many miracle, you know, stories of the Buddha Shakyamuni there. The most important is the enlightenment. Most important is enlightenment. Otherwise, you know, rest of the Buddha's, you know, how to say, act or the miracle that he performed, you know, so these are, to be very honest, it's a very normal thing, you know. There are many, you know, great beings who are born like that. But the way Buddha enlightened, this is something very ultimate teaching for us, you know. And then that, by knowing that, but celebrating Buddha's enlightenment day, we need to know that we need to enlighten, right? Buddha have already said that we all have the same potential to be Buddha. We all have the Buddha nature. We all have this awakened mind, right? But it's just that you need to, you know, find out that. We need to practice Dharma. We need to work on that, you know? So that was a very, very important message of Buddha by, you know, showing the enlightenment act of Buddha, which is today's, we celebrate today's Buddha's enlightenment day. So we need to know, we need to understand, we as a Dhamma practitioner, we need to enlighten at the end, right? So that's very important, yeah. Yeah. Vậy thì nói là trong ngày hôm nay là một ngày rất là cát tường, và đối với một ngày tam hợp như thế này thì cái điều quan trọng nhất đó là cái sự giác ngộ, cái sự chứng ngộ của Đức Phật. Và cái con đường mà Đức Phật hướng cái sự giác ngộ đó chính là cái giáo lý mà chúng ta cần phải noi theo. Và hôm nay khi mà chúng ta thực hành lễ kỷ niệm ngày tam hợp này thì chúng ta cần phải hiểu được một điều, đó là giống như Đức Phật đã dạy, đó là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, và tất cả chúng sinh rồi cũng sẽ trở chúng sinh là Phật chưa thành. Thì đấy chính là một cái thông điệp quan trọng nhất mà chúng ta cần phải thấu hiểu trong cái ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày chúng ta tổ chức một lễ kỷ niệm như vậy, thì chúng ta cần, điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải có được cái chúng ta cần phải thực hành và đạt được giác ngộ, và đấy là cái mục đích cuối cùng. Yeah. So yeah, then we need to know that way, and then we need to practice Dharma. Yeah. So by practicing Dharma first all the time, when we want to practice Dharma, it's very important to know Dharma. So how we need to know Dharma is by studying, right? When we say Buddha Dharma is all about learning, studying, it's all about knowledge and understanding. Since it is like the education, so if teacher is very important, see? Teacher is very important, guru is very important. So according, as I mentioned earlier also, according to our capacity, then there will be a guru. It's not like, you know, then you need to, you, for example, if your condition is just a kindergarten student, so we can't go and find the university professor to teach us. So the student might have a doubt, the student might think, oh, you know, the professor who's studying, who teaches in the university, doesn't know anything because he doesn't answer my questions. So we have doubt towards this, you know, even though he's a highly educated professor and all that, but then our capacity is not that. Our capacity is just to learn the alphabet. So how we will understand science and all this sort of, you know, what he teaches in the university. So it becomes like that. Thầy nói là chúng ta cần phải hiểu được như vậy và để chúng ta thực hành. Và khi mà chúng ta, để chúng ta có thể thấu hiểu và được giáo pháp thì cần phải có những cái công phu về cái sự học hành, sự chiêm nghiệm, nghiên cứu và thực hành để chúng ta có thể được những cái hiểu biết đấy. Để có những cái hiểu biết như vậy thì cái việc giáo dục là rất là quan trọng. Như vậy thì vị thầy, như vị đạo sư là rất là quan trọng. Và như vậy thì chúng ta cũng cần phải có thể là những cái...
vị đệ tử, những cái vị đệ tử thì đến những cái trường đại học rất là lớn để có thể thực hành và học hỏi những cái giáo lý rất thâm sâu, nhưng mà để có thể thực hành và học những cái giáo lý cao cấp đó thì chúng ta cần phải học từ những cái nền tảng nhất, như là chúng ta phải cần phải học từ những cái bảng chữ cái trở đi. Thì khi mà chúng ta có được những cái nền tảng rồi thì chúng ta tìm hiểu được những cái cao sâu hơn. Yeah, so then on this auspicious, today is very auspicious day. So I will be giving this Pranjaparamita Sutra, the Heart Sutra. I'm sure you all have known that. So as a auspicious sake, as a very reminder, as a remember of Buddha's, life and the, Buddha's teaching. So I will give the oral transmission lung of this Pranjaparamita Sutra because. Yeah. Dạ, thầy nói là hôm nay là một ngày rất là cát tường và thầy sẽ giảng dạy về Bát Nhã Tâm Kinh, và bởi để chúng ta tưởng nhớ lại những cái lời dạy của Đức Phật. Và trước hết thì thầy sẽ truyền khẩu cho chúng ta về bản Bát Nhã Tâm Kinh này. Yes. Okay. So Heart Sutra teaching Pranjaparamita Sutra is the most essence, the ultimate, the most essence teaching of Buddha, entire teaching here, combined in this Heart Sutra, most important. So here, as a sake of our very auspicious day today, so I'll give the oral transmission to all of you. You all listen and then you receive this blessing. Thầy nói là giáo lý tinh túy nhất của hết thảy tất cả chư Phật nó được đúc kết ở trong cái bản kinh Bát Nhã Ba La Mật này, và đây cũng là một bản kinh rất là quan trọng, và hôm nay thì thầy sẽ truyền khẩu cho chúng ta cái bản kinh này, và nhờ đó thì chúng ta cũng sẽ nhận được những cái sự gia trì. Tabge tu je shaje reso tong genje mato tu je panjum serje lombo tavo enje pe go shaje enje go enje la shanze de namo konje la ye ke don lo don ne jin ke tron da don me ke na dowa kunje da ge je zam ba tam je ge go da ge che de do Mazan jene jeram paroje maje menga namke mon sosoran re yije joyo va entusun jave yumla shantu jagra ke do banga vade pranja pare medar daya pe kitu chumdende ma sharap ji parol du shimbe ningbo Jumdin de Masherab ji parav dushim balai shanze lo indikin dagi de bandu china Jumdin de jalbu kao shabu pombo rina gelongi gendun chimbo don shangjuk simbe gendun chimbo don taji dushu so de itse Jumdin de samu nangwa shi shave chuji namronji tingin zinla nyambro yu so yang te itse shangjuk simba chimbo Papa Sherezi won shu shirabji parul du shimba samu shiba shiba nila number tashin pombo ngabo tita laya rang shimji tombra number tawo tene sanji ji tu tsetong denba sharendu jangju simba jimbo papa Sherezi won shu landike ji mezo rikji poham rikji pomo kangla shirabji parul du shimba samu jiba jipar deba de Chitar laparisha dike je me badon shanju semba jimbo papa jin rezi kong shuki tsetong denba sharibula dike je me zo sharibu rikje poham rikje pomo kangla la sharib je parul do shimba samu chupa shiprudipa de titar nambrata rasha de pongpong abo didajan rangshin je tongbara yanda vanji su tawo
su tong ba wo tong ba ni ji su tong ba ni zu su su le tong ba ni jin mai tong ba ni le chong su jin mai de jin do chur ba dong du ji dong number she ba nam tong ba wo shari bu de der chu tam je tong ba ni de jin ye me ba ma je ba mang ga ba chi ma me ba chi ma tong chal wa me Jehovah me jin kawa me ba wo shuri bu de do me na dong ba ni la zo me chuo me du she me du she me number she ba me mi me na wa me ta me jehe me lu me yi me zo me da me che me ro me re ja me chu me do me ge kam me ba na Ije come me, Ije number shape, come je perdoya, meto, marikpa sepa mebana, gashi me, gashi sepe perdoya meto, Tejendo donal wadan, punjon wadan, go wadan, lam me, Ije me, toba me, matopaya meto, Sharipu de Tavena, Shanchu Semba, Namji, Namni, toba mebe, shir, shirapji, parul de shimbala, tenji, nidi, simlan, duba meba, taba me. Shinji lo le shindu ndene nyangin le ndepi tar shinno ndu du sumdu nambara yubi sanji tamji. Sherab je parudu shimbandila dene lana meba yandaba dhubi shanchu du ngambara dhubo sanji so te tawina sherab je parudu shimbi ha. Rikpa chimbu ha lana mebi ha minyamba da nyambara shibi ha dungul tamji rabdu jambara shi. Shivara shibi ngā minzun bina dhembara shibara shade shirab je parudu shimbi ngā meba Teyata om gade gade para gade para sam gade Budhi yeso ha sharibu shanchu semba semba chimbu Tedar shirab je parudu shimba samola labru shavo Dene chomdende dengen zindele shing Shanchu semba semba chimbo papa shinre zi wang shula lekso shi shawa shinre lekso lekso rikchipu. Te te shin no te te shin te te chitar chuchi tumba te shin do shirapji paruddu shimba la shipra shade te shin shiba namjan jisu yurongo chumden de. Dikiche ka zane chetong tumba shiru budong shanchu semba semba chimbo papa shinre zi wang shuta. Tamche don denbe korde dadon, ladon, midon, lama yenon, chuzha jibin, jiten yurongde, chomden de yuzumba la ngombar de do, deyada omga den gade parangade parasam gade bodeyeso, deyada omga den gade parangade parasam gade. Deyada omga den gade parangade parasam gade bodeyeso, deyada omga den gade parangade parasam gade bodeyeso, deyada omga den gade parangade parasam gade bodeyeso, deyada omga den gade parangade parasam gade bodeyeso. Teyatam gaten gaten parangande parasangade bodeso, teyatam gaten gaten parangande parasangade bodeso, kange denjen dawarjo, gaba meba jemeba, cheba meba dame, oa meba dromeba tade demen denjeme, chuba nishi shetemba, zope sandi manamji, tamba dela, shanze du. He the Baba were hidden to Tatanga to hear the Dagan's unit. Ebam Buddha Mahasharmana and so ha. Okay, so I already give the loan. So then, our next session, we will be reading the Heart Sutra for all of you. I think we will recite a few times. Yeah, we will recite a few times. So we have a next session, we will do the short session, and then we'll recite the Pranjaparamita Sutra myself. I'm going to lead all of you. And also I have here later on another two, Rinpoche will be joining, and also Sangha Lamas are there. Then we pray together later, and then you can chant in your Vietnamese language, or if you are Chinese, you can chant in Chinese. Then if you are English, you know, language, then you can chant in English. We all have the translated, you know, text. So you all can chant in your language. Not necessarily you must chant in Tibetan language. But if you can, if you want, then you can still join this. Still, it's good, you know, if you can try to chant in Tibetan, you know, but it's okay.
Dạ thầy có nói là một lát nữa khi mà chúng ta thực hành thì sau thời khóa nghỉ trưa thì chúng ta sẽ trì tụng cái bản Bát Nhã Tâm Kinh này và chúng ta sẽ đọc một vài lần. Trong khi đó thì sẽ có các vị Rinpoche khác cũng sẽ cầu nguyện cùng chúng ta. Và trong khi mà thầy đọc thì chúng ta có nếu như là người Trung Quốc thì sẽ trì tụng bằng tiếng Trung Quốc, còn nếu mà chúng ta là người Việt Nam thì sẽ tụng đọc bằng tiếng Việt Nam. Còn nếu như chúng ta cũng không cần thiết phải chúng ta không cần thiết phải đọc bằng tiếng Tây Tạng, nhưng mà nếu như mà đạo hữu nào muốn đọc bằng tiếng Tây Tạng theo thầy thì cũng có thể hoàn toàn có thể đọc ạ. Okay, so I will see you all in our next session. Okay. Thầy nói là thầy sẽ thể hiện gặp lại mọi người vào thời khóa tiếp theo ạ. Dear Dharma brother and sisters, we will go for our 2 hours lunch break. Please be back 10 minutes before the start of the next session. Ban tổ chức có nói là chúng ta sẽ có 2 tiếng nghỉ trưa và chúng ta sẽ quay lại sau ạ. Jagake tu bhagavante trancham paramentare taya keke tu chonde de ma shero che paro tu chimbe nyambu pambu chinko dike ndake tu bantu china chonde de jabinka